Lá thư từ địa ngục. Sandra ơi. Hey, mới xin chào. Mình vô trong nào. Hello, Helen. Sandra, cuối cùng thì cậu ở đâu vậy? Tớ gọi cậu mấy lần mà cậu chẳng bắt máy gì cả. Mình không có nghe thấy. Được rồi, cậu đi nhà thờ phải không? Khi nào cậu mới đưa tớ đi nhà thờ? Khi khác là khi nào? Thấy chưa, hôm nay cậu cũng không đưa tớ đi nhà thờ. Sandra, tớ cảm thấy cô đơn và vắng lặng ở đây lắm. Tớ thật sự rất muốn học kinh thánh. Ít nhất thì cũng có gì đó động lại. Mình sẽ nhắn tin cho bạn sau nhé. Bye. Ok, bye. Hello. Lại hủy nữa rồi. Đến bao giờ đây? Trong đây là gì vậy? Nói cho mình nghe đi. Ngạc nhiên lắm đấy, nhưng tớ không nói cậu biết đâu. Đừng có hỏi chị cho rắc rối. Xin mời vào, cửa đã mở. Cảm ơn nhiều nha, dễ thương quá à. Nhớ nha Sandra, mãi là bạn. Cảm ơn nha. Chờ mình chút xíu. Em nghe Joe. Bây giờ hả? Rồi, em đang trên đường tới. Helen à, bây giờ mình phải đi rồi. Có một số việc rất quan trọng mình cần phải làm. Đừng lo lắng về việc đi nhà thờ. Chúng ta sẽ sắp xếp lại, nhưng không phải bây giờ nha. Nhưng mà khi nào? Tớ thật sự rất... Rồi, mình sẽ đưa cậu đi. Mình hứa mà. Cảm ơn vì món quà nha. Sandra, bạn của tôi. Bây giờ thì tôi đang ở trong địa ngục là bởi vì cậu. Chúng ta gặp nhau mỗi ngày, nhưng cậu chẳng bao giờ chỉ cho tôi con đường đến với sự cứu rỗi. Cậu không bao giờ nói cho tôi biết về Đức Chúa Trời. Cậu giữ sự cứu rỗi cho riêng mình. Cậu bỏ tôi trong vô vọng và lạc lối, bởi vì cậu chẳng mang tôi đến với Đức Chúa Trời. Bây giờ thì tôi ở trong địa ngục. Tất cả là do cậu gây ra. Cậu biết Đức Chúa Trời có thật, nhưng cậu giữ tôi cách xa sự vinh hiển của Ngài. Cậu dạy tôi nhiều điều lắm. Nhưng mà tại sao? Tại sao không bao giờ cậu nói cho tôi biết về con đường đến sự cứu rỗi?
bây giờ thì trễ rồi. Tôi đã ở trong địa ngục. Ở đây nóng lắm. Tôi phải chịu đau đớn rất nhiều. Tôi luôn gọi cậu là bạn. Bây giờ thì tôi nhận ra tôi đã sai lầm. Tôi đã đi đến hồi kết cuộc đời mình. Thật sự tôi không thể gọi cậu là bạn được nữa. Nóng quá. Helen, Helen, Helen. Đau quá. Helen, Helen. Đau quá. Nóng quá. Helen, ngày mai chắc chắn mình sẽ dẫn bạn đi nhà thờ. Mình hứa. Mình hứa. Em chào anh. Helen có nhà không anh? Anh sao vậy? Nhìn mặt anh tái quá. Không, không phải. Helen. Helen. Helen, chuyện gì xảy ra với Helen? Bạn ấy không có nhà sao? Em muốn dẫn bạn ấy đi nhà thờ. Tối hôm qua, Helen gặp tai nạn. Nó mất rồi. Chuyện này không đùa được đâu anh. Em đang nghiêm túc. Em sẽ dẫn Helen đi nhà thờ. Nhìn anh có giống như đang đùa không? Anh cũng nói rất nghiêm túc. Helen mất rồi. Tối hôm qua, trong một vụ tai nạn. Em là bạn thân của nó. Chẳng lẽ em không biết sao? Helen ơi, mình có lỗi với bạn. Helen ơi, Helen hãy tha thứ cho mình. Hãy tha thứ cho mình, Helen ơi. Nếu con không cảnh cáo kẻ dữ phải từ bỏ đường lối xấu xa của nó, thì kẻ dữ ấy sẽ chết trong sự gian ác mình. Nhưng ta sẽ đổi máu nó nơi tay con.
Ê-xê-chi-ên đoạn 33 câu 8.